Diêu Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Diêu Danh. Thì hôm nay Diêu Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Diêu Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Diêu Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Diêu Danh. Một lần nữa Diêu Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Diêu Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Diêu Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới. Thì trước khi đi vào chương trình, Diêu Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Diêu Danh đang đứng trong ở ngàn là thành phố kính thưa bạn. Thì các bạn thì nhìn thấy ở bên kia đó là một cơ quan của chính phủ Tây Ban Nha, với hình ảnh ở phía trước rất là nơi đây là một trong khu vực ở cặp bờ biển, trong cái không khí rất là náo nhiệt, cặp bên đường có xe chạy những lúc cái hàng là sôi động này. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Diêu Danh. Cho Diêu Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà lực lượng của Nga đã tung đòn tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine ngày hôm nay với 2-3 mặt trận, đặc biệt nhất là như ở tại Kupia. Hiện tại theo tin tức từ Nga cho biết là đang bao vây một lữ đoàn của lực lượng quân đội Ukraine, 176, và những trận chiến đang quyết tử. Ukraine thì chưa có lên tiếng về sử dụng bao vây đó, nhưng tình hình hiện tại thì theo tin tức từ tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết là hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công đó thuộc ở miền bắc của Adrinka, thuộc khu vực của Kupia, và cũng như ở tại Wonchan thuộc tỉnh Kharkov, càng lúc càng đang sôi nổi trước tình cảnh mà Nga tấn công. Thì vào ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine cũng chọc thủng từ ở bên trong với quả thiện HIMARS và phá hủy một trong hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Lugansk và Donetsk. Tất cả những khu vực này, lực lượng quân đội Ukraine đã tiếp tục chọc thủng ở bên trong với quả thiện HIMARS và đạn ATAC-MS. Tình hình hiện tại thì phía Nga cho rằng đang đạt được thành công ở khu vực miền bắc của Adrinka, nhưng ngược lại lực lượng quân đội Ukraine thì đã cho biết hiện nay là chúng tôi đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó, làm cho quân của Nga thiệt hại nặng nề ở khu vực của miền đông đất nước Nga, miền đông của Ukraine, đó là ở tại Donetsk và Lugansk. Còn lại tình hình ở tại Kharkov hiện đang diễn ra khốc liệt với những trận chiến mà lực lượng quân đội Ukraine đã phản công và giành lại lãnh thổ của mình, đặc biệt nhất đó là ở Wonchan. Và tình hình Wonchan ra sao với tin tức hiện tại này? Hiện nay thì Nga cho rằng ở tại Wonchan là Nga đã đạt được thành công, nhưng lực lượng quân đội Ukraine thì để cho rằng đẩy lùi các cuộc tấn công đó và giành lại ở phía bên kia sông của quận Wonchan thuộc tỉnh Kharkov. Đó là chi tiết về chiến sự trong 24 giờ trước ở thuộc miền đông và lẫn cả miền bắc Ukraine kính thưa bạn. Còn lại tình hình ở tại miền nam, trong ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay thì hỏa tiễn HIMARS của Ukraine đã chọc thủng sâu ở bên trong, đặc biệt nhất đó là những trận chiến cặp theo con sông ngạn Dnipro. Ở giữa hai bên những cuộc đụng độ đang diễn ra hàng ngày, mà theo tin tức từ tham mưu của miền nam Ukraine, tỉnh Kherson đã cho biết dấu hiệu cho thấy là lực lượng quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công, nhưng cái phản công này là thuộc phản công cục bộ với những gì người ta đang nêu ra hôm nay, vì lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn đang chờ đợi, đặc biệt nhất là F-16 để oanh kích và luôn cả vũ khí mà Ukraine vẫn còn ở trong cái tình trạng chờ đợi. Hiện nay phía Nga đã thông báo cho biết vào ngày hôm qua thì Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine. Qua hình ảnh từ máy bay không người lái của Nga đã cung cấp thì đoàn tàu nhìn thấy là bị một toa ở khu vực của tỉnh Odessa. Thì vấn đề này có hay không chúng ta không xác định, nhưng theo tin tức từ Nga đã thông tin, hiện nay như lời của tình báo Ukraine đã cho biết, nói Nga đang lên tiếng và tố cáo là lực lượng quân đội Ukraine chuẩn bị
phá vỡ những con đập. Hiện nay, từ miền Bắc và lẫn cả miền Đông và miền Nam của Ukraine, với những con đập thủy điện mà Nga đã từng phá hủy, thì tại sao Nga lên tiếng về vấn đề là tố cáo Ukraine phá hủy những con đập? Hiện tại, kính thưa các bạn, điều này chứng tỏ cho thấy là Nga đang chuẩn bị bước kế tiếp là phá hủy những con đập này, sau khi đó đổ lỗi cho quân đội Ukraine đã phá hủy những con đập. Những con đập hiện tại là các bạn đã biết Ukraine rất cần đến điện lực, từ nền là điện, từ nhà máy điện và cho đến những công suất phát điện hiện nay cần đến cho Ukraine, cần đến cho người dân cũng như mùa đông sắp tới. Thì lấy lý do gì để phá hủy những con đập thủy điện này? Chỉ có Nga mới phá hủy. Nga lên tiếng điều đó. Thì hiện tại nói đến về tình báo của Ukraine đã nhận định cho biết là Nga đang tập trung chuẩn bị cho hai đợt tấn công mới sắp đến, đó là ở miền Bắc và luôn cả ở tỉnh Kharkov, đặc biệt nhất là ở khu vực của Sumy. Hiện tại Nga đang tập trung quân số, và con số quân thì không đáng kể theo tin tức từ tình báo Ukraine cho biết ở tại bên cuộc, Nga đang tập trung khoảng 70.000 quân và chuẩn bị tấn công vào Sumy. Theo những báo cáo mà tình báo Ukraine đã cho biết, thì dấu hiệu cho thấy Nga đang tập trung tên lửa và nhiều vũ khí có thể là phá vỡ những con đập của Ukraine mà hiện nay Ukraine cần phải bảo vệ, và những nơi Nga đã chiếm lấy nhiều tình tiết về vấn đề ở miền Bắc của Ukraine và luôn cả miền Đông và tỉnh miền Nam của Ukraine hiện đang diễn ra. Hiện nay thì Tổng thống Zelensky ông chưa nêu ra vấn đề đó và cũng như những chi tiết khác, nhưng bên cạnh đó là một trong các tin yếu tố nhất mà Nga muốn phá hủy những con đập này. Hiện nay nói về tình hình ở tại Kharkov thì ngày hôm qua cho rằng một số sĩ quan của Nga đã bất đồng và họ không đồng ý là tấn công vào Kharkov, cãi lời Putin. Hiện nay các bạn đã biết, nói về quân của Nga đã tấn công vào ở miền Nam của Ukraine, đặc biệt nhất đó là tỉnh Kharkov. Thì tại sao sĩ quan của Nga không chấp hành mệnh lệnh để tấn công vào tỉnh Kharkov? Nói chúng tôi đến đây thì chỉ có con đường duy nhất là con đường chết. Và bên cạnh đó, thành phố của Bengal cặp theo biên giới này trở thành một đống đổ nát nếu như chúng tôi đã quyết tâm tấn công vào đây. Vì vậy là chúng tôi không có đạt được mục tiêu nào, và mục tiêu mà chúng tôi sẽ tử vong cao hơn. Vì vậy sự quyết tâm của chúng tôi là không chấp thuận về vấn đề Putin đã ra lệnh tấn công vào tỉnh Kharkov. Theo những gì từ tình báo Ukraine đã chia sẻ, hiện nay các bạn đã thấy nói đến việc Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine trong những ngày qua và cho đến hôm nay thì càng lúc càng khốc liệt hơn và làm cho người dân của Ukraine rơi vào trong tình trạng khó khăn nhiều nhất hiện tại là từ bệnh viện, cơ sở hạ tầng và luôn cả điện lực. Mục tiêu của Nga phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng, bình địa và thiết bị của Ukraine. Vì vậy, Ukraine cũng đáp trả một cách nặng nề trong ngày hôm qua. Mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn nói đến máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục tấn công vào ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, từ Goto, Kursk và luôn cả Bengal, cũng như những khu vực khác còn lại ở đảo Crimea. Thì hầu như ngày nào máy bay không người lái của Ukraine cũng tập kích nhiều, mà hệ thống phòng không của Nga hiện đang tê liệt ở đảo Crimea này. Dấu hiệu cho thấy là Nga đang chuẩn bị một trận đòn mới, một đòn tập kích vào lãnh thổ đất nước Ukraine, có thể là nhiều hơn so với những lần trước kia, có thể lên tới hàng trăm trái tên lửa và lẫn cả máy bay không người lái. Mục tiêu của Nga đang thăm dò về căn cứ quân sự của Ukraine, đặc biệt nhất là nơi đồn trú F-16, cũng như hỏa tiễn tiêm mắt và nhiều vũ khí khác mà Nga cho rằng Nga đã phá hủy nhiều hệ thống tiêm mắt và lẫn cả Patriot của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Nga trong 24 giờ. Nhiều tin tiết ở tại đất nước Nga, có thể cuộc diện của nó khó mà có ai diễn tả được ở bên trong đất nước Nga như thế nào. Nói về
phát ngôn nhân của Nga, ông Peskov, thì hôm nay vừa lên tiếng nói đến việc Hoa Kỳ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và đặt vũ khí ở tại châu Âu. Thì ông Peskov cho rằng hiện tại mà Hoa Kỳ và NATO muốn đặt vũ khí ở tại Đức cũng như điều kiện mà Nga đã nêu ra, Nga nói tội nghiệp cho những quốc gia nằm trong thành viên của Hiệp hội châu Âu, họ phải lãnh chịu một cái hậu quả thê thảm với những gì mà ý đồ của Hoa Kỳ muốn đặt vũ khí ở châu Âu. Theo lời ông Peskov trả lời với báo chí hãng thông tấn TA và hãng Reuters, đề cập hỏi đến ông, hỏi nguyên nhân nào cũng như hiện nay mà Hoa Kỳ đặt vũ khí ở tại Đức hay những quốc gia khác, thì Nga có cách nào để ngăn chặn và đáp trả hay không? Ông Peskov, ông cho rằng cái lời nói đó và cũng như từ lời của Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức đề cập đến hội nghị vừa qua và đặt vũ khí ở tại đất nước Đức, thì điều này chúng tôi đã nêu rõ, chúng tôi sẽ đáp trả. Và tôi nghĩ rằng những quốc gia này sẽ hứng nhiều trái tên lửa của chúng tôi vào lãnh thổ đất nước của họ, vào thủ đô của những quốc gia ở Hiệp hội châu Âu, là bắt đầu đe dọa tới chuyện mới, kính thưa, đe dọa lớn, sẵn sàng đối đầu là giới NATO và Hoa Kỳ. Thì miệng ông Peskov nói cho dữ nhưng thực chất là không dám kinh địch, cũng không dám nói thẳng để tấn công vào Liên minh NATO và châu Âu. Tại sao? Vì tình thế hiện nay khi Hoa Kỳ đã giăng bẫy và tạo thành cục diện là một móc xích của NATO với tất cả các thành viên NATO đang chuẩn bị cụ thể từ vũ khí, súng đạn và nhiều mặt khác. Vì vậy, Nga chỉ nên hù dọa một mình Ukraine đánh đà trầy di rất dài. Thì bây giờ làm cách nào Nga có thể tấn công vào lực lượng quân đội của NATO? Hiện tại các bạn đã thấy NATO đã có 300.000 quân và dưới cấp chỉ huy đều là tướng lãnh thuộc liên minh từ Hoa Kỳ, Úc, Canada và cả châu Âu. Nhiều quốc gia khác đã có mặt ở nơi đây. Vì vậy Nga muốn tấn công Liên minh NATO thì không phải dễ. Chỉ chưa tấn công thì NATO đã giải quyết xong. Vì vậy trước tình cảnh này là ông Peskov đe dọa những lời lẽ đó. Hiện nay như các bạn đã biết, nói đến việc mà Nga lên tiếng về vấn đề tình báo của Ukraine nhắm đến mục tiêu ám sát Putin, thì Nga cho rằng những lời lẽ của Ukraine, những lời lẽ đó là những lời lẽ ý rằng là nói bừa và họ không thể giải quyết được vấn đề hiện tại mà cái tình báo của Nga đã theo dõi sát, với mục tiêu của chúng tôi là sẵn sàng tấn công và mượn điều kiện để đạp đổ những âm mưu đó. Theo lời của ông Peskov, ông trả lời với báo chí, thì báo chí đề cập hỏi ông về vấn đề đất nước Nga cũng như cuộc chiến ở tại Ukraine. Ở trước tình cảnh ngày hôm nay mà lực lượng quân đội của Nga đang có mặt ở 4 tỉnh lệ này, thì có ngừng lại hay không, hay là nghĩa là cuộc chiến sẽ chấm dứt? Ông Peskov trả lời với hãng thông tấn Reuters và hãng thông tấn TA cho biết là mục tiêu của Putin là chúng tôi sẽ mở rộng vùng đệm hơn, đặc biệt nhất là miền bắc của Ukraine, đó là tỉnh Kharkov. Chúng tôi phải chiếm lấy từ 10 tới 40 cây số ngoài ở cấp phạm vi pháo binh của Ukraine hay là hỏa tiễn HIMARS. Vì vậy là mục tiêu của chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng vùng đệm ở miền bắc của Kharkov. Thì theo đề cập đến báo chí và các báo chí hỏi ông về vấn đề hiện nay lực lượng của Nga đã đạt bao nhiêu thành công ở tại tỉnh Kharkov, thì ông cho biết nói cuộc chiến vẫn còn đang khó khăn và chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng, và cuộc chiến này không phải một ngày một bữa mà phải kéo dài thời gian. Theo những gì từ lời ông Peskov cho biết, kính thưa bạn, thì dấu hiệu cho thấy là Nga đang thê thảm thuộc miền đông
lẫn cả miền Bắc của Ukraine trong những ngày qua và cho đến hôm nay. Thì bây giờ cái giải quyết này, ông Merkel không thể nói chiến thắng, mà là phải có một thời gian dài, phải mở rộng một thời gian đó rất dài mới có thể đạt được thành công theo những gì từ lời ông Merkel đã nêu ra. Chính là tình hình hiện nay Nga đang gặp những vấn đề rút mắt khó khăn, mà Nga đang chờ đợi một cơ hội mới. Một cơ hội đó thì Nga để làm gì? Đó là đạt được mục tiêu, đặc biệt nhất là thuộc miền Bắc và lẫn cả miền Đông của Ukraine. Với quân số, Nga đã dồn lực lượng quân đội về đây, trên dưới con số từ cũ và cho đến mới, thì con số ước tính từ Lugansk và cho đến ở Donetsk cũng như thuộc Kharkov có thể trên 300.000 quân, là một trong con số khổng lồ, trong khi lực lượng quân đội Ukraine ở khu vực này thì không phải là nhiều. Có thể nói là ở tại Chasovia và luôn cả Kupia cũng như mặt trận Bắc Mút, và về cho đến ở Adyanka và miền Bắc, thì theo các báo chí bình luận cho rằng là lực lượng quân đội Ukraine có khoảng 100.000 quân với tất cả những khu vực này, nhưng lực lượng quân đội Ukraine vẫn bảo vệ và những tuyến phòng thủ của mình chắc chắn. Vì vậy, với tình hình hiện tại, Nga muốn thắng được Ukraine ở tỉnh Kharkov hay là miền đông của Ukraine thì ít nhất Nga phải bỏ mạng từ 100.000-200.000 quân. Đây là một trong con số khổng lồ mà những gì người ta bình luận và trước mắt cũng như các phóng viên ở chiến trường Ukraine đã có mặt và nhiều lên tiếng. Hiện nay đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ. Còn lại vấn đề tình hình ở tại châu Âu, cục diện ở châu Âu hôm nay thì sao? Nói đến vấn đề Belarus, Belarus đang rút một số quân ở biên giới giữa Ukraine và Belarus, và có thể nói là hiện nay các cuộc tập trận của Belarus cùng với Trung Quốc và Nga đã tháp tùng từ cuộc tập trận vũ khí hạt nhân và tập trận với Trung Quốc chống khủng bố, thì đột nhiên Belarus rút một số quân theo ước tính từ 2.500 tới 3.000 quân. Và tình hình ở tại biên giới giữa Ukraine và Belarus xem như là lắng dịu, những gì mà từ lời của Bộ trưởng Bộ phòng Belarus đã công bố. Hiện tại Belarus cho rằng chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh với Ukraine, nhưng chúng tôi bảo vệ phòng thủ, nếu như có những hành động chúng tôi sẵn sàng cho cuộc chiến đó bùng nổ, lời của Bộ trưởng Bộ phòng Belarus đã công bố. Còn lại về tình hình ở tại biên giới giữa Ba Lan và ba quốc gia ở vùng Baltic thì kính thưa bạn, đang nổi cộm căng thẳng như cộng di đàn, khó có thể diễn tả được, khó có thể nói trước được những gì đang diễn ra ngày hôm nay, và cũng có thể một cuộc đụng độ nổ ra bất cứ giờ phút nào. Lại cộng thêm ba quốc gia ở vùng Baltic bây giờ họ tiếp tục để đi đào phố và phòng thủ, luôn cả người dân cũng đào phố tránh bom đạn. Từ lời của chính phủ ba quốc gia của vùng Baltic này, từ thủ tướng và lẫn cả tổng thống đều ra lệnh cho người dân tiếp tục đào hầm trốn đạn bom. Và còn lại nhiều quốc gia khác nữa cũng tương tự, cũng đặt ở trong tình trạng này, chẳng hạn như Đức hôm nay, kính thưa bạn. Vì vậy là cục diện ở châu Âu có thể bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn rất là căng thẳng chưa từng có. Lại cộng thêm nói đến một trong tin tức chấn động ngày hôm nay đang chạy tựa hàng đầu về vụ ám sát của tổng thống Donald Trump giữa lúc ông vận động và viên đạn bay qua tay của ông, chỉ là sớt một đường, thì các báo chí bình luận xôn xao đồng loạt như vậy, là từ Nga và lẫn cả Trung Quốc và châu Âu tới tất cả các nguyên thủ quốc gia lên tiếng và với vấn đề là ám sát của tổng thống Donald Trump. Đây là cũng có may cho ông là số mạng của ông vẫn còn sống và số mạng của ông vẫn còn lớn, có thể trách nhiệm vai trò của ông tương lai sắp tới mà cựu tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố là ông sẽ không từ bỏ, và ông tiếp tục một cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Hôm nay theo các báo chí bình luận cho rằng là với cái việc mà ám sát cựu tổng thống Donald Trump, một hành động đó
một hành động rất là ghê tởm từ Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Tất cả các nguyên thủ quốc gia ở châu Âu, hầu như cả thế giới đều lên tiếng, nhưng Trung Quốc và Nga đã là mượn cơ hội này để chà đạp Hoa Kỳ. Và nhiều tình tiết khác nói về Nga thì vấn đề này đây là một cái may mắn cho cựu Tổng thống Donald Trump. Vì vậy là cầu mong rằng Chúa sẽ ban bình an đến cho ông và đạt được thành công với những gì mà ông vẫn ước nguyện và ông muốn làm tất cả cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là theo các báo chí chia sẻ về vấn đề sự vụ mà cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát. Bây giờ thì kính thưa bạn, tất cả các báo chí đang chạy tựa vào hàng đầu, hãy nói một cách đáng sợ chưa từng có, làm cho cả thế giới đang rúng động ngày hôm nay ở trước tình cảnh này. Còn lại vấn đề NATO và Hoa Kỳ cũng như luôn cả Ukraine như sau. Trước tình cảnh này, hiện nay thì Cộng hòa Séc đã tuyên bố là đang chuyển giao lên tới là 90.000 viên đạn pháo 105 và 155 ly cho Ukraine, là giao từng đợt một. Kính thưa bạn, vì một lúc mà lên tới 1 triệu viên đạn thì không cách nào giao cùng một lúc được, bắt buộc phải có từng đợt để chuẩn bị, còn phải lo phương án mới. Còn lại vấn đề F-16, hiện nay từ Hà Lan và lẫn cả Đan Mạch, Mỹ, ba quốc gia này đã tuyên bố cho biết lấy chúng tôi sẽ hoàn tất F-16 vận chuyển đến cho Ukraine trong tháng này hay là thời gian tới. Hiện nay là lẽ ra Ukraine phải có F-16 theo lời yêu cầu từ Tổng thống Zelensky cũng như luôn cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tất cả các máy bay. Nhưng cái điều kiện hiện tại là Ukraine chưa có F-16, nguyên nhân là từ hệ thống lá chắn Patriot. Ukraine không có hệ thống lá chắn thì không thể nào bảo vệ được máy bay F-16, trong khi Nga tiếp tục tấn công vào lãnh thổ đất nước của Ukraine hàng loạt với tất cả các tên lửa. Nga mục tiêu bây giờ là đang săn lùng những sân bay, săn lùng những chiếc F-16. Vì vậy trước tình cảnh này là bắt buộc Ukraine phải chờ đợi khi nào có hệ thống lá chắn Patriot được bảo vệ an toàn, lúc đó thì F-16 sẽ có mặt ở tại Ukraine. Theo những gì mà từ Thủ tướng của Hà Lan đã công bố. Còn lại về những thiết bị cũng như về chuyên viên kỹ thuật sửa chữa, hiện nay kế hoạch đã có thành công mà Dâu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Đây là một trong tin tốt cho Ukraine hiện tại, để Ukraine có đủ thời gian cũng như có đủ cơ sở hạ tầng để duy trì những vũ khí và sửa chữa từ xe tăng cho đến hỏa tiễn HIMARS hay là Patriot. Nếu hư có nơi sửa chữa liền, còn nếu không thì khó sửa chữa rồi, quý các bạn phải chuyển sang quốc gia khác. Mà nếu như tình trạng chuyển sang quốc gia khác mất thời gian và nhiều thật nhiều cho Ukraine, Ukraine bắt buộc bây giờ cần có những hệ thống đó theo những gì từ cơ sở mà ở của Ủy ban quân vụ của Hiệp hội Châu Âu đã tổ chức và lo cho Ukraine. Đây cũng là một trong tin tức đáng mừng ở trước tình hình này, kính thưa bạn. Còn lại vấn đề Anh Quốc đang nêu ra vấn đề hiện tại giữa Nga và Anh Quốc cũng như nhiều chi tiết khác. Hiện nay thì Nga đang đe dọa đến Anh Quốc rất nhiều, đặc biệt nhất vừa qua là với lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng Anh Quốc. Thì hiện nay theo nhiều tin tức báo chí bình luận cho rằng ông quốc hội của Anh Quốc không chấp thuận cho Ukraine là tập kích bằng hỏa tiễn tâm sơ đợt vào lãnh thổ đất nước của Nga, mà là mục tiêu chỉ là mục tiêu ở trong lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì đây là chỉ lời nói đưa ra, nhưng với lời của Thủ tướng Anh Quốc, ông đã lên tiếng vừa qua và ông nói vũ khí mà Anh Quốc hỗ trợ cho Ukraine, mục tiêu của Ukraine muốn tấn công ở đâu là tùy ý và không có giới hạn. Chúng tôi cũng không có ngăn cấm và chúng tôi đã cởi trói cho Ukraine. Ukraine được quyền sử dụng, cũng như Tổng thống Biden, ông đã nêu ra vấn đề
vũ khí của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine thì được quyền tấn công vào lãnh thổ đất nước của Nga với tầm bắn 300 cây số. Nữa bây giờ tôi chỉ có nhiêu đó, tôi bắn nhiêu đó đó, chứ tôi không bắn sâu hơn nữa với mục tiêu quân sự, dần dần. Vì vậy, với các báo chí bình luận rất nhiều, đặc biệt nhất là phía Nga, cho rằng hiện nay là Ukraine đã bị phương Tây phản bội và không cho phép Ukraine tấn công, tập kích bằng quả tiện ATACMS hay là quả tiện Tomahawk của Ukraine vào lãnh thổ đất nước của Nga. Nhưng chúng ta nhìn thấy trong những ngày qua, kính thưa bạn, thì ở tại đảo Crimea và nhiều khu vực khác, thậm chí ở tại bên cuộc, Ukraine cũng tập kích ở bên trong. Như vậy là Nga đang tức tối để tìm cách là phá rối cũng như chia rẽ giữa phương Tây và Ukraine để cho các quốc gia không còn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nữa. Theo những gì mà các báo chí chia sẻ thì dấu hiệu này chúng ta đã thấy từ lời phát ngôn nhân của ông Peskov lẫn cả bà Yakhakova hay là Putin cũng đều ra vấn đề đó. Cái điều đặc biệt nhất đó là Hiệp hội châu Âu đang ủng hộ Ukraine về vấn đề giải pháp hòa bình mà 10 quan điểm của Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Vì vậy là Nga đang tức tối, nó là chủ mưu về vấn đề Nga là chống lại Nga và chống lại quân đội của Nga, đó là từ NATO và lẫn cả Hoa Kỳ. Hôm nay họ phải nhận một cái giá rất là đắt mà chúng tôi sẽ trả giá với những gì từ phương Tây đã viện trợ vũ khí cho Ukraine và chống lại Nga. Họ không hành động nhưng mà họ gián tiếp, bây giờ thì bắt đầu họ là trực tiếp, không còn là gián tiếp nữa, theo những gì từ phía Nga đã công bố qua lời phát biểu của Thủ tướng Đức. Ông nói hiện tại là không có giải pháp nào để chấm dứt chiến tranh, mà chỉ có giải pháp Ukraine phải đạt thành công, Ukraine phải chiến thắng thì bắt đầu mới có giải nhạc một chấm dứt một cuộc chiến tranh. Ngày nào Nga còn quân đội của Nga ở trên lãnh thổ đất nước Ukraine, ngày nào Nga còn tấn công tên lửa, ngày đó chưa chấm dứt chiến tranh. Mà mục tiêu hiện tại là chúng tôi hãy hỗ trợ cho Ukraine giành lại lãnh thổ của mình để chấm dứt một cuộc chiến tranh hiện tại, từ lời của Thủ tướng Đức ông đã nêu ra ở trước tình cảnh này. Kính thưa bạn, thì hiện nay các bạn đã thấy nói cục diện của thế giới đang rơi vào vấn đề hỗn loạn, từ bầu cử ở tại Hoa Kỳ và châu Âu cũng như chiến tranh đang liên tiếp. Mà những gì chúng ta đang thấy trước mắt này, tình cảnh này có thể là từ đây cho đến cuối năm có nhiều biến chuyển mới, và thế giới cũng tức là một thế giới rung chuyển. Mà những gì người ta đang nêu ra tình hình chiến sự hiện tại, đó là tin tức về châu Âu. Chúng cơ bản thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Trung Đông, nói đến cục diện Trung Đông trong ngày hôm qua và cho đến hôm nay, thì một cuộc đụng độ với lực lượng Hamas và máy bay quân kích ở tại miền nam Gaza làm cho 90 người đã chết. Và theo tin tức từ lực lượng của Do Thái đã cho biết là lực lượng Do Thái đã nhấn chìm ngay bộ chỉ huy thủ lãnh của Hamas đã tử vong. Thì vấn đề này giữa hai bên đang tuyên bố mà cuộc chiến vẫn còn đang quyết tử thuộc miền nam của Gaza. Và nhiều tin tiết khác như các bạn đã thấy, cụ thể của nó là một trong những tin chấn động mà dĩ gì người ta đang nêu ra tình hình trước mắt này. Còn lại vấn đề lực lượng Hamas và như sau, cũng như họ đang tố cáo là lực lượng Do Thái đã dập bom qua những hình ảnh từ người dân Palestine đã cung cấp, cũng như tổ chức y tế ở tại dải Gaza đăng một đoạn video giữa một quả bom đánh sập một tòa nhà, nhìn qua hình ảnh rất là đáng sợ, làm cho 90 dân thường đã tử vong và còn lại một số người bị thương. Thì con số người bị thương không nêu cụ thể, cũng như số người đã chết là phía của Palestine cho biết là 90 người. Nhưng có đúng hay không, điều này chúng ta cũng không biết, vì nơi đây là tự họ kiểm soát, khu vực này không ai có thể vào được, luôn cả báo chí cũng không xác định được đó là đúng hay sai. Vì vậy với những gì bullet kính thưa bạn,
thì với tin tức một chiều chúng ta không xác định được, nhưng còn lại tình hình hiện tại giữa lực lượng quân đội của Do Thái và lực lượng Hezbollah thì sâu vô số kể trong ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, thì phải nói là hàng trăm rocket hai bên đã đụng độ với nhau ở cặp biên giới, và hầu như tình hình chiến trường ở biên giới càng lúc càng đang sôi động giữa đất nước Liban và đất nước Do Thái. Những cuộc đụng độ này theo các báo chí chia sẻ cho rằng không thể chấm dứt, mà có thể trong vài ngày tới lực lượng của quân đội Do Thái sẽ bắt đầu tràn sang đất nước của Liban và trở thành một cuộc chiến lan rộng. Điều này có đúng như gì người ta bình luận hay không? Theo những dấu hiệu mà Julian đang nhìn thấy kỹ ngày hôm nay là cục diện của nó chuẩn bị đến thời kỳ kết thúc, và một cuộc chiến tranh lan rộng sẽ diễn ra trong thời gian tới, có thể là vào thời điểm cuối năm của năm 2024, cũng là thời điểm bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Vì vậy là cục diện ở Trung Đông đang bước vào một cái đoạn phải nói là khủng khiếp nhất chưa từng có. Đó là chi tiết về tình hình ở giữa Do Thái và lực lượng của Ebola cũng như Hamas đang sôi nổi ngày hôm nay. Còn lại vấn đề ai răng hiện nay thì nhiều quốc gia lên tiếng, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ luôn ca ngợi tân tổng thống của Iran, và ông rất điều hòa, tức là ông không có dùng tao bo dao to búa lớn, mà ông muốn ngoại giao với tất cả các quốc gia phương Tây, từ Hoa Kỳ là cả Hiệp hội Châu Âu, để giải quyết những cái gút mắt giữa đất nước của Iran và lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ luôn cả Châu Âu về sản xuất vũ khí hạt nhân, vân vân. Theo lời của tân tổng thống, ông cho biết là mục tiêu của đất nước Iran, chúng tôi không có chương trình vũ khí hạt nhân, mà chúng tôi làm giàu chất uranium, là chúng tôi chỉ thí nghiệm về khoa học chứ chúng tôi không có sản xuất vũ khí. Thì nói đến vấn đề này chỉ là một lời phiến biện nói chung, chứ không ai nhìn nhận là tôi sản xuất vũ khí hạt nhân, nó có luôn quấn chết ba má nhìn không ra luôn, kính thưa bạn. Vì vậy là họ bác bỏ những thông tin đó, và họ muốn gì là giữa Do Thái và Iran cũng tìm ra một phương pháp và đàm phán để chấm dứt những cái nghi kỵ và hận thù với nhau và nối lại tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đó là theo mục tiêu mà tân tổng thống Iran ông đã đề ra. Vì vậy với phương Tây ca ngợi rằng là tổng thống của Iran hiện tại ông rất là hài hòa, và chính sách đường lối của ông rất là dịu dàng, không có dao to búa lớn theo những gì từ các báo chí bình luận về tình hình ở tại Iran. Còn lại cuộc chiến mà giữa lực lượng Do Thái và luôn cả lực lượng của Hamas, hiện nay tìm giải pháp nào để có một cuộc ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh cũng như việc trao trả con tin. Theo các báo chí nhận định cho rằng việc này còn khó hơn lên trời. Với tình cảnh hiện tại mà lực lượng Do Thái hạ quyết tâm để chiếm lấy cho bằng được ở tại Rafah và xóa sổ lực lượng của Hamas, thì không cách nào để giải quyết, mà là có thể đi đến một cuộc chiến tồi tệ sắp tới theo những gì mà các báo chí bình luận và chia sẻ hôm nay, kính thưa bạn. Đó là tin tức về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại khu vực châu Á của chúng ta như sau, và tình cảnh ở châu Á như thế nào, đặc biệt nhất là Bắc Triều Tiên. Nói đến sự vụ Bắc Triều Tiên mà vừa qua vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video là Bắc Triều Tiên đã bắt 30 học sinh thuộc đại học lén xem phim của Hàn Quốc. Thì 30 học sinh này hôm nay theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là tình báo của Nam Hàn đã cho biết họ đã hành quyết 30 học sinh đó, và để răn đe cũng như lệnh của Kim Jong Un đã cấm tuyệt đối
không có một người dân nào ở Bắc Hàn có thể xem phim của Nam Hàn, xem phim tình cảm, xã hội ở Hàn Quốc, hay là phim chiến tranh, phim trinh thám. Nhiều loại phim mà Hàn Quốc đã sản xuất thì các bạn biết, nói người Á Châu của chúng ta cũng thường hay thích xem phim Hàn Quốc rất nhiều, những khi rỗi rảnh có thời gian, cũng như để xem những bộ phim đó. Nhưng tình hình hiện tại là người dân của Bắc Hàn, đây mới là vấn đề. Hiện nay người dân Bắc Hàn thì lén coi phim đó và bị bắt được lên tới 30 học sinh, và bây giờ họ đã thi hành án tử hình. Kính thưa bạn, thì các bạn biết nó là chế độ độc tài, đặc biệt nhất là Kim Jong Un không muốn cho người dân của mình nghe được, hiểu được cái tiếng nói tự do. Với đề tài phim ảnh cũng như luôn cả tình cảm xã hội, đất nước của Bắc Triều Tiên chỉ có dùng bằng vũ lực và sức mạnh, đó là độc tài và đàn áp. Họ đến bắt nhốt, đánh đập, giết dân dân, cũng có thể nói như Việt Nam hiện tại bây giờ và nhiều quốc gia khác, với Trung Quốc, Miến Điện, dân dân, thì những quốc gia này với những chế độ độc tài họ mới sử dụng điều đó. Họ lo sợ rằng người dân của Bắc Hàn sẽ nổi dậy và lật đổ Kim Jong Un, nhưng Kim Jong Un sẵn sàng giết hàng loạt người và họ không bao giờ tha cho người dân của Bắc Hàn ở trước tình cảnh này. Với những 30 học sinh tuổi trẻ này, hiện nay thì nói về Hàn Quốc đang chuẩn bị một kế hoạch lớn, một kế hoạch đó là sử dụng bằng hệ thống laser để bắn những cái bong bóng và những kinh khí cầu từ Bắc Triều Tiên thả sang. Thời gian qua các bạn biết, nói đến về rằng là bong bóng chứa rác và mang rác với luôn cả phân thả vào đất nước của Nam Hàn, hàng loạt lên tới hàng chục tấn rác, là một trong con số khổng lồ. Thì bây giờ bắt đầu là sử dụng đến là những loại vũ khí khác. Vì vậy Nam Hàn bắt đầu mới sử dụng đến laser. Hệ thống laser rất rẻ, bắn một phát chỉ tốn có $2, còn lại với hỏa tiễn hay là những vũ khí khác tốn rất nhiều tiền. Kế hoạch này Nam Hàn đã tuyên bố, và chúng tôi đang bước vào vấn đề thí nghiệm ở trước tình cảnh này, đó là nói về Nam Hàn. Kính thưa bạn, còn lại vấn đề Nhật Bản, thì Nhật Bản hôm nay đã tố cáo thẳng thừ Trung Quốc và đe dọa đến tình hình Biển Đông qua những cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Nga, và tình tiết là càng căng thẳng nhiều hơn nữa giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Theo lời của Thủ tướng Nhật Bản, ông cho biết, ông nói tình hình hiện nay là chúng tôi phải kêu gọi đến Hoa Kỳ hỗ trợ về khu vực ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương thì luôn có là một chiếc hàng không mẫu hạm, hạm đội 7 Hoa Kỳ đang túc trực ở Thái Bình Dương, lúc nào cũng có. Bên cạnh đó, Nhật Bản lại có 50 mấy ngàn quân của Hoa Kỳ hiện đang ở Nhật Bản và có nhiều căn cứ, nhưng là Nhật Bản vẫn chưa an tâm trước tình thế mà Tàu Cộng đang đe dọa. Như vậy, Tàu Cộng đang tập trận và lôi ra ba chiếc tàu sân bay của Trung Quốc, một là chiếc Liêu Ninh, hai chiếc Phúc Kiến và ba chiếc là Sơn Lâm. Kính thưa bạn, vì vậy tình hình ở khu vực Biển Đông ở trước thời điểm bầu cử ở tại Hoa Kỳ là Trung Quốc đang đe dọa một cách đáng sợ chưa từng có, theo những gì từ lời của Thủ tướng Nhật Bản, ông đã cho biết. Còn lại vấn đề eo biển Đài Loan, mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, thì hôm nay Bộ trưởng Bộ phòng của Đài Loan đã thông báo cho biết là Trung Quốc đã thí nghiệm tên lửa ở tầm bay là 2.500 cây số đe dọa đến đảo quốc Đài Loan. Trung Quốc thí nghiệm tên lửa bắn thử này ở tại Nội Mông, và lực lượng quân đội của Đài Loan theo dõi sát về tình hình này, luôn cả tình báo Đài Loan nhận định cho rằng những trái tên lửa này có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan bất chợt. Qua cuộc thí nghiệm của họ, đây là một cuộc thí nghiệm thử vũ khí, nhưng có thể họ cũng mượn cơ hội này để tấn công Đài Loan.
vì ở tại Nội Mông đến đảo quốc Đài Loan chỉ có 1.600 cây số, nằm ở trong phạm vi là tên lửa của Trung Quốc thí nghiệm. Vì vậy Đài Loan đặt ở trong tình trạng báo động, và hiện tại như các bạn đã biết, nói về Trung Quốc vừa qua đã thử nhiều tên lửa và những cuộc tập trận ở ngoài khơi thuộc vùng biển của quốc tế, đặc biệt nhất là eo biển Miyako giữa Đài Loan và Nhật Bản, dần dần còn lại là thuộc đảo Điểu Ngư, nhiều khu vực khác mà Tàu Cộng hiện đang tranh chấp lợi giới Đài Loan càng lúc càng nhiều, và hai bên đang căng thẳng ở mức đáng sợ chưa từng có. Nói về Đài Loan, qua lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Phòng Đài Loan đã cho biết, với tình hình hiện nay là quân đội của Đài Loan, chúng tôi đặt ở trong tình trạng chiến đấu, từ lục quân, không quân và hải quân luôn sẵn sàng triển khai trực chiến, và chúng tôi không rời ở eo biển Đài Loan cũng như phạm vi của đảo quốc Đài Loan. Đó là theo lời Bộ trưởng Bộ phòng Đài Loan ông đã công bố. Còn lại về Philippines, tình hình hiện tại giữa Philippines và Trung Quốc, kính thưa bạn, còn đang căng hơn cộng di đàn. Những gì từ lời của Tổng thống Philippines ông Marco, ông đã cho biết, ông nói tình hình hiện nay là Philippines, chúng tôi đang đặt ở trong tình trạng chiến đấu, và ông kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ cho Philippines gần như mặt từ phương tiện vũ khí và luôn cả bảo vệ Philippines ở trước tình hình sự căng thẳng mà Trung Quốc đang đe dọa đến đảo quốc của Philippines, đất nước của Philippines ngày hôm nay. Kính thưa bạn, đó là những gì từ lời của Tổng thống Philippines ông đã tuyên bố. Còn lại về tình hình đất nước Trung Quốc, nói đến cảnh tượng lục lội ở tại đất nước Trung Quốc ngày hôm nay lên tới 6 con sông lớn. Kính thưa các bạn, 6 con sông lớn của Trung Quốc đang rơi vào tình trạng là ngập lụt, đập tâm hiệp, xả lũ tới 4 cửa, và những hình ảnh mà ngập lụt và nghĩa là tiêu tan. Du Danh có share vào ở trong Facebook của Du Danh, các bạn cũng có thể đến xem và chia sẻ, đặc biệt nhất là ở tại Chiết Giang. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay là hơn 7.000 người đang rơi vào tình trạng là khổ sở, cũng có thể nói là trong cái cơn ngập lụt này làm cho họ bị cô lập và mất liên lạc. Nhiều tình tiết ở tại đất nước Trung Quốc đang diễn ra trong 24 giờ mà người dân Trung Quốc đã phải nói là kêu trời không tấu. Thì bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang ra một thông báo đặc biệt đến người dân và cũng như ở trên mạng xã hội, hãy cấm tất cả, không được lên tiếng về sự vụ ngập lụt mà hiện nay Trung Quốc đã lo được chu toàn với những đội cứu hộ cứu nạn lo cho người dân Trung Quốc. Nhưng ngược lại, người dân Trung Quốc từ ở các tỉnh thành, những tỉnh thành nặng chẳng hạn như Chiết Giang và luôn cả Hồ Bắc, Hồ Nam, thì họ nói không thấy bóng dáng ai để cứu chúng tôi, mà chúng tôi phải tự cứu lấy. Vì vậy số phận của người dân Trung Quốc hiện đang bị đàn áp, đàn áp tiếng nói và nhiều mặt khác. Chúng tôi không thể làm gì cách nào hơn với đất nước Trung Quốc ở tình cảnh này. Hiện nay thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ban hành những lệnh mà phải nói là ác liệt chưa từng có ở trên mạng xã hội, và đang siết chặt người dân. Từ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì dấu hiệu cho thấy là những ngày qua và cho đến hôm nay là nhiều tướng lãnh của quân đội Trung Quốc là ở Trung Nam Hải bắt đầu đang có biến, một sự biến động của Trung Nam Hải có thể nói là người ta không thể nào diễn tả được. Trong những ngày qua, ở tại Bắc Kinh, nửa đêm thì một đội cảnh sát thuộc về cảnh sát đặc biệt cơ động, họ tấn công vào nguyên một khu phố và họ lục soát tất cả ở Bắc Kinh. Như vậy, theo tin tức mà người dân ở tại Bắc Kinh chia sẻ là những hình ảnh họ chỉ chia sẻ đơn giản là họ ở trên lầu quay xuống, nhìn thấy ở dưới là đội cảnh sát và cũng như tất cả ở trong nhà, qua hình ảnh mà người dân lùa ra ngoài và sau khi đó lục soát, mà theo cho rằng
đây là lục soát bắt tướng lãnh nội bộ Thanh Trừng ở tại đất nước Trung Quốc. Thì điều này có đúng hay không chúng ta không biết, nhưng cái chuyện ở tại đất nước Trung Quốc, vấn đề này là thường xuyên xảy ra, nội bộ của họ. Và một cuộc đấu đá Thanh Trừng do Tập Cận Bình đứng phía sau chủ mưu, và tình hình đất nước Trung Quốc theo những gì mà người dân Trung Quốc đã cho biết, nói hiện nay là Tập Cận Bình đã biết trước đất nước Trung Quốc sẽ gặp nạn, và nạn đói đang chập trùng trước mắt trong những năm vừa qua và cho đến hôm nay. Nói về kinh tế ở tại đất nước Trung Quốc, tụt hậu vẫn xuống đến mức tồi tệ nhất chưa từng có. Có thể nói là trong 50 năm qua chưa bao giờ có như lần này. Lần này thì đất nước Trung Quốc thật sự là te tua từ nền kinh tế và lẫn cả chính trị nội bộ, cũng như tướng lãnh của Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ, mà họ ở rằng là hối lộ và mất mặt về quân vụ, vũ khí, dân dân. Thì chứng tỏ cho thấy trong thời gian vừa qua và cho đến hôm nay, hai bộ trưởng bộ phòng của Trung Quốc đã ngã ngựa. Mà Diêu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, thì Diêu Danh không biết tới hai người này. Nhưng tình hình hiện tại là quân đội của Trung Quốc đang thiếu hụt về mặt vũ khí, cũng như họ không tin tưởng được vũ khí của họ là vũ khí tống tân, mà những gì từ Úc Châu và lẫn cả Hoa Kỳ đã cho biết rằng quân đội của Trung Quốc là hổ giấy. Kính thưa bạn, ở trước mang động cọp, ở sau đuôn thỏ bự hơn chút, vì vậy là cái đuôn thỏ nó cao hơn cái đầu, vì vậy người ta nói là hổ giấy, đầu đầu cọp và đuôi đuôi con thỏ nhát, không thể chiến tranh, cũng như chỉ đe dọa lấy sức mạnh về con người và vũ khí đẹp đẽ thứ dữ, nhưng thật chất nó chỉ là hổ giấy, nó không đạt được những gì mà các báo chí bình luận nói về quân đội đất nước Trung Quốc. Hiện nay thì các bạn đã thấy nó là Trung Quốc nơi nào cũng có cơ sở hạ tầng và căn cứ của Trung Quốc trên thế giới, từ ở Châu Phi và lẫn cả Nam Mỹ, hầu như nơi nào cũng có. Và khu vực châu Á thì chúng ta khỏi nói, chỗ nào cũng có, từ Campuchia, Hoàng Sa, Trường Sa và cho đến ở tại Pakistan và Sri Lanka đều có mặt Trung Quốc. Và Trung Quốc còn bò đến ở khu vực thuộc Úc Châu, mà từ đảo Solomon và nhiều trang thiết bị khác. Vì vậy thủ tướng Úc ông mới lên tiếng và ông tố cáo Trung Quốc đang muốn bành trướng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đe dọa đến quốc gia Úc. Úc không để yên và sẵn sàng cho một cuộc chiến đó. Vì vậy tình cảnh hiện tại mà các báo chí chia sẻ rất là dễ dàng là nằm việc ở tình cảnh ngày hôm nay, kính thưa bạn, về Trung Quốc. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, như vậy là Trung Quốc sẽ hành động những gì về tình hình Biển Đông và đất nước Trung Quốc ra sao. Đó là chi tiết về đất nước Trung Quốc, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam hôm nay. Thì đầu tiên Diêu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói về tin tức Việt Nam, thì Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu mở một cuộc tập trận ăn cướp với nhau, mà mở tập trận chống khủng bố. Kính thưa bạn, mà chính Việt Nam cũng luôn cả Trung Quốc là một tổ chức khủng bố mafia, một tổ chức khủng bố, họ có hợp danh hợp pháp và họ lấy sức mạnh để đàn áp người dân. Thì một cuộc tập trận kéo dài một vài ngày ở tại tỉnh Ninh Bình, mà các báo chí xôn xao chia sẻ rằng là Tô Lâm không muốn rời Trung Quốc. Từ những lời lẽ vừa qua, cũng như hàng năm là quân đội của Việt Nam sang Trung Quốc học lên tới mấy ngàn quân, học cách như thế nào để về đàn áp nhân dân của mình, đàn áp người dân của mình, và không cho người dân của chúng ta có tiếng nói. Vì vậy là chính sách của Việt Nam và Trung Quốc cùng một hướng, cùng một ý nghĩa giữa hai đảng với nhau. Bây giờ thì các bạn đã thấy rồi, những gì các bạn đã lên tiếng từ trước tới nay đều bị công an Đảng Cộng sản Việt Nam bắt bớ. Đó là từ chính sách của Trung Quốc. Thì người dân Trung Quốc họ cũng vậy, họ cũng đang bị cái cảnh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ và giết người dân. Chẳng hạn như vụ đẫm máu ở Thiên An Môn vừa qua,
Và cho đến bây giờ thì còn lại vấn đề ở Tân Cương và Tây Tạng thì cũng là mướn cuộc đẫm máu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giết người hàng loạt. Bây giờ thì nó còn dã man hơn là trước khi giết lấy nội tạng. Lấy nội tạng xong mới giết những đứa bạn thì người cũng đã chết rồi. Nhiều tình tiết mà người dân Trung Quốc đã lên tiếng thì Việt Nam cũng đang ở bước vào giai đoạn này. Và công an Việt Nam học theo chính sách của Trung Quốc chống khủng bố. Việt Nam làm gì có khủng bố, chỉ có công an khủng bố người dân thôi. Dân quân tự vệ của Việt Nam khủng bố người dân, nhưng mà họ còn phải huấn luyện, học tập nhiều hơn nữa, làm cách nào để tàn ác nhiều hơn theo những gì mà người dân Việt Nam ở trong nước đã lên tiếng. Nhưng khổ một điều, người dân Việt Nam của chúng ta thì khi những cuộc tập trận đó thì lại đăng lên mạng, nó trời ơi công an Việt Nam giỏi quá trời của đất, công an Việt Nam hay quá, bây giờ tập trận chung với Trung Quốc là với lực lượng công an của Việt Nam là có ngang hàng với thế giới, tập trận cùng với những ca cường quốc kính thưa bạn. Nhưng mà đâu, các bạn thấy đâu có bao giờ dám tập trận chung với Hoa Kỳ hay là NATO châu Âu, không có. Tại vì sao? Không dám đụng tới mất lòng Tập Cận Bình. Tô Lâm không bao giờ chấp thuận điều kiện đó, mà phải làm như thế nào để Trung Quốc tin tưởng Việt Nam. Theo các báo chí chia sẻ về vấn đề những cuộc tập trận từ quân đội lẫn cả công an ở trước tình cảnh này, đó là nói đến về cuộc tập trận chống khủng bố ở tại tỉnh Ninh Bình. Thì Vô Danh cũng chia sẻ thêm với một người bạn đang thắc mắc với Vô Danh về vấn đề đặt câu hỏi Vô Danh. Trả lời với một người bạn gửi email cho Vô Danh có cái nickname là Kim Hương, kính thưa bạn, thì gửi Vô Danh với hai câu thơ, hai câu sấm, kính thưa bạn. Hai câu sấm thì nhờ Vô Danh chia sẻ và có câu trả lời. Thì trước tiên Vô Danh xin cảm ơn các bạn đã gửi chia sẻ cùng với Vô Danh, nhưng thật sự Vô Danh không dám bình luận về hai câu sấm này, là khi nào ngựa đá qua sông, phượng hoàng xuống biển, thánh nhân ra đời. Thì kính thưa bạn, với hai câu này ai cũng biết hết, nhưng nếu nó bình luận thì Vô Danh không có khả năng đó. Cũng như có thể nói là một câu đơn giản người ta nói ra là thiên cơ bất khả lộ. Vì vậy là nếu như mình chia sẻ, mình bình luận không đúng thì lại là đi sai. Sự hiểu biết của mình vẫn còn nông cạn. Bên cạnh đó, về những lời sấm này, Vô Danh nói thật các bạn là phải muốn tìm hiểu rất lâu mới có thể một câu giải đáp và trả lời giữa bạn. Đó là những gì các bạn đã chia sẻ cùng với Vô Danh. Còn lại về nhiều các bạn nói về tin tức, cũng như nhiều bạn muốn nói với Vô Danh rằng hiện nay thì chú đã già rồi, thôi ở nhà giữ cháu đi, còn đi làm video làm gì nữa, nói tới nó luôn, trời trời, già đâu có bằng Trọng Lú đâu. Trọng Lú tám mấy tuổi, Vô Danh mới có bảy mấy hả, kính thưa bạn, 76, 77 thôi, còn trẻ hơn Trọng Lú rất nhiều. Nhưng Trọng Lú vẫn ngồi cái chức tổng bí thư không chịu rời đi, kính thưa bạn. Nếu nói già thì ai cũng già, con người cũng vậy. Nhưng còn được chia sẻ các bạn ngày nào là ngày đó, những người bạn của chúng ta còn có mắt thấy được Vô Danh. Còn nói việc những người già ở phương Tây, kính thưa bạn, nói việc ở nhà giữ cháu thì cái chuyện đó thôi không bao giờ có. Vì thế hệ trẻ ở những quốc gia này còn có ai nấy lo lấy và không giữ, cũng như thậm chí không có thời gian ở nhà là con ở bên bà cháu, ông cháu. Sáng thường đông mở mắt ra, đi học tới chiều tối mới về, kính thưa bạn. Mùa đông hay là mùa hè cũng vậy. Và sau khi đó về nhà tắm rửa, ăn uống, lên giường ngủ, ngày mai đi học tiếp thì có thời gian đâu ở với ông bà. Nhưng còn một vấn đề thứ hai là không có ở chung với ông bà nội hay là ngoại, kính thưa bạn. Vì vậy mà mới kiếm mà có mặt cháu ở trong nhà thì hơi bộ bị mệt. Vì vậy Vô Danh nay này mai chỗ khác, và thường xuyên để đi đi chơi, đi du lịch.
để phơi phỏa tuổi già, và việc mà thăm cháu thì cũng là vấn đề khó khăn. Muốn đến nhà con của mình, nhà ghế của mình thì phải điện thoại trước, nói các con có thời gian rảnh tiếp cha mẹ không thì cho phép mới tới, còn không cho thì không ai không đến được. Vì sao? Ai cũng đi làm và họ nghĩ rằng là những người thân của mình không có thời giờ để tiếp cha mẹ. Vì vậy nói việc mà ở nhà để giữ cháu, để trả lời các bạn, nói chuyện này chỉ có Việt Nam có thôi, ở nước này không có. Những gì mà Vô Danh muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh thì World Cup vào đêm nay, kính thưa bạn, là nghĩ rằng là tưng bừng mà các quốc gia đang náo nhức chờ đón, đặc biệt nhất là Việt Nam của chúng ta, để nhào vào cá độ. Nhưng mà nói cá cho nó vui thôi, đừng sát phạt quá để rồi khổ cho thân mình về sau, vân vân. Nhiều tình tiết nói chuyện đời thế giới hôm nay, Dân thì Vô Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thương thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.